Sau 3 năm triển khai, đề án khuyến công quốc gia điểm hỗ trợ cho các cơ sở công nghiệp nông thôn nâng cao năng suất và chất lượng trong chế biến cà phê trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020 đã và đang giúp ngành chế biến cà phê của tỉnh Lâm Đồng khởi sắc. Trong 3 năm triển khai, có 44 doanh nghiệp công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng được thụ hưởng nguồn kinh phí hỗ trợ, phần lớn hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất. Đáng chú ý, đề án đã thu hút đáng kể nguồn vốn đối ứng từ các đơn vị thụ hưởng. Cụ thể, tổng kinh phí hỗ trợ trực tiếp cho các cơ sở đầu tư mở rộng sản xuất là 3,4 tỷ đồng, nhưng đã thu hút gần 10 tỷ đồng vốn từ các doanh nghiệp công nghiệp nông thôn. Nhiều doanh nghiệp đã tạo được sức bật, xây dựng thành công thương hiệu sản phẩm từ nguồn vốn hỗ trợ không hoàn lại từ chương trình khuyến công quốc gia. Công ty cũng được bên khuyến công quốc gia là hỗ trợ một cái máy rang, một cái máy rang lớn, công suất 60 kg một mẻ, tăng cái năng suất lên gấp 2-3 lần so với cái quy trình cũ của công ty. Trước mắt công ty đang hoàn thiện các cái thủ tục để mà ra thị trường, là hiện tại đang bán thị trường nội địa, các hệ thống sân bay, các cái đại lý ở Hà Nội, Sài Gòn và những cái thành phố lớn. Nhưng mà sau này thì sẽ mong muốn rằng là sẽ đưa cái cà phê của mình ra xuất khẩu. Năm 2021, dưới tác động tiêu cực từ đại dịch COVID-19, công ty trách nhiệm hữu hạn Xe Tơ Dệt Lụa Hà Bảo đóng chân tại thành phố Bảo Lộc vẫn đầu tư thêm trang thiết bị máy móc để nâng công suất sản xuất. Kế hoạch đầu tư của doanh nghiệp đã được sự trợ sức từ chương trình khuyến công quốc gia. Sau khi nhận hỗ trợ 300 triệu đồng trên tổng kinh phí đầu tư 2 tỷ đồng, đơn vị này đã đưa vào hoạt động thêm 4 máy dệt cắt qua Hàn Quốc vào sản xuất, nâng công suất dệt vải khổ lớn, đồng thời tăng tính hoàn thiện cho sản phẩm vải áo dài lụa truyền thống của công ty để phục vụ thị trường nội địa, thay vì chỉ tập trung xuất khẩu tơ đi thị trường các nước. Kế hoạch từ năm 2020 là chúng tôi đầu tư thêm 4 cái máy dệt để mục tiêu là phát triển thị trường nội địa. Vì cái hàng cái máy dệt này là dệt ra những cái họa tiết hoa văn phù hợp với lại may áo dài truyền thống của Việt Nam chúng ta, thì đó là một cái nguồn động viên cũng như là cái giúp đỡ rất là lớn. Cụ thể là chúng tôi đầu tư cái máy dệt rắc qua, tức là dệt ra được những cái hoa văn họa tiết để mà nó nâng cao cái giá trị sản phẩm của mình, nâng cao chất lượng, nâng cao cái năng suất và nó đáp ứng với lại cái thị hiếu của người tiêu dùng Việt Nam. Thì chúng tôi được đầu tư 32 tỷ, thì được hỗ trợ của khuyến công quốc gia là 300 triệu. Trước xu thế bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế diễn ra mạnh mẽ, với một số hiệp định thương mại đã được ký kết như Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP, Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam Liên minh Châu Âu, Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam Liên minh Châu Âu EVFTA, Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực RCEP được kỳ vọng mở ra cơ hội mới, nhưng cũng đang xen các thách thức. Để góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp công nghiệp nông thôn, chương trình khuyến công quốc gia giai đoạn 2021-2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với nhiều định hướng phát triển phù hợp với yêu cầu của tình hình mới. Đây cũng là kỳ vọng tiếp sức cho doanh nghiệp Lâm Đồng trong giai đoạn hiện nay.